Ai đây? Tên anh là gì? Vâng, mời anh lên đây. Tôi... anh cao quá, anh đứng thấp giùm tôi. Tôi đứng trên bục thì mới bằng anh được. À, anh nổi tiếng đến mức độ mà vừa mới xuất hiện thì người ta đã biết tên của anh. Chỉ có cái điều là hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa anh từ bên Mỹ về Việt Nam, rồi từ Việt Nam mà đến với Giáo Điểm Tin Mừng. Anh chia sẻ cho mọi người ngọn gió nào đưa anh đến đây. Dạ, trước khi trả lời thì cho con xin gửi lời kính chào cha Long. Và xin kính chào tất cả các giáo dân đang có mặt tại ngày hôm nay. Thưa quý cha, là ở bên nước ngoài thì con đã nghe một cái cậu em cũng là nhạc sĩ. Cậu có nói khi nào anh ở Việt Nam, anh tới gặp được cha Long ở Nhà Bè, thì cho em tìm cách để cho em gặp cha. Thì thật sự lúc đó là Chí Tài rất là hoang mang, bởi vì thật sự thưa thật với các quý vị ở đây là thật ra là Tài là người ngoại đạo, chỉ có vợ là đạo Thiên Chúa thôi. Thành ra là rất là hoang mang, không biết làm cách nào để gặp được cha. Và cha rất nổi tiếng. Cha nói cho em. Nhưng mà anh thấy không, tôi đứng đây nãy giờ đâu ai biết tên, mà anh vừa mới xuất hiện là Chí Tài, Chí Tài. Sáng nay nha, tôi nói cho anh nghe, 9 giờ sáng, à 8 giờ sáng tôi ra mà để giúp người ta tĩnh tâm. Tôi đi ra, mấy bà còn nắm áo tôi. Này, mày cho tao hỏi cha Long ở chỗ nào? Thế tôi mới dập cái ghế, tôi bảo bà ơi, bà đi ra một chút để tí cho người ta đọc kinh. Mày là cái thá gì mà mày đuổi tao? Đó, cho anh biết đó, anh nổi tiếng đến mức độ mà anh xuất hiện người ta Chí Tài, Chí Tài. Còn tôi, người ta từ Bắc vô đây mà hỏi là cái thằng nào là, mày có biết cha Long là thằng nào không? Rồi anh kể tiếp cho mọi người nghe. Thật ra là sau bữa nay thì cha muốn mọi người mà biết cha nhiều nữa, thì theo con nghĩ là cha đổi tên là Chí Long. Nói giỡn thôi cha, chứ tên sao đổi được. Cha là Trần Đình Long mà đúng không? Mà cũng ngộ ha. Cha là cha mà sao là có lót chữ Đình. Đình là mấy cái đình. Đình là chùa. Sao nó liên quan tới Thiên Chúa rồi. À cũng ngộ, không sao. Tên mà. Bây giờ con nói tiếp nha. Dạ thì thật sự là con về đây con bận quá, con không có thì giờ để qua đây. Mà con nghĩ nếu mà con đơn thân độc mã mà con qua đây thì chưa chắc cô được lọt vào một cái dòng người mà quá trời đông như vậy. Mặc dù người ta biết con. Cũng may quá thì cách đây vài bữa có một cậu thổi kèn saxophone tên là Quang Trung. Thì cậu có quay chung một cái game show với con, thì cậu nói là ồ, anh bị đau cái chân. Con bị đau cái chân hơn 2 năm rưỡi rồi. Thì con bị đứt gân mà. Thì cậu nói là thôi bây giờ Chủ nhật này em có đờn trong cái nhóm ca đoàn đó, hay là anh đi theo em rồi gặp cha Long, cha sẽ đặt tay cầu nguyện, biết đâu anh sẽ hết cái chân. Hết đau chúng mày hết cái chân. Hết đau thôi. Hết đau thôi, hết cái chân là mất cái chân sâu đi. Cái đó phép lạ nó lạ hơn á. Là anh còn chân mà tôi đặt tay là anh hết cái chân. Phép lạ nó lớn hơn là khỏi chân. Rồi anh kể tiếp. Thì thật sự bắt đầu con cũng hoang mang lắm. Thì thật sự là trước đây là con đã đi rất nhiều thầy về chữa cái này. Nhưng mà tại vì khi nghe cậu Trung có nói như vậy thì con chợt nghĩ ra là cái này không phải là cha là dùng pháp thuật gì hết, mà cha chỉ đặt tay cầu nguyện và xin Chúa ban phép lành cho mình để mình có thể mình khỏe cái chân. Con thì không nghĩ là cái đứt cái gân nó gây liền lại, nhưng con chỉ cần khỏe thôi. Con đi, con chạy nhảy, con phục vụ cho tất cả bà con cô bác là con vui rồi. Thì con quyết định là bữa nay là con đi tới đây. Và đúng như là người ta đồn là quá đông. Con lại đây hồi 11 giờ rưỡi hơn. Mà con phải ngồi vô cái nhóm ca nguyện. Và lần đầu tiên con phải đứng dậy con hát.
Tại thường là con đi nhà thờ, con chỉ đàn cho những người ca viên ta hát thôi. Nhưng bữa nay, tại vì cha, vì cha Long, mà con phải đứng chịu khó, con hát đâu gần cả 2 tiếng mấy. Mà có mấy cái bài hát con không biết gì hết, nhưng mà con nhờ, tại con có căn bản nhạc mà, tại là con hát theo vậy thôi. Và mừng biết bao nhiêu là con được ca đoàn cho con đi phía bên này, là gặp cha, là cha đặt tay lên, là cha có cười một nụ cười rất rạng rỡ với con. Thì con vui quá, tại vì con thấy là à, thì ra cha Long cũng có cảm tình với mình. Chỉ chứ có cái con điều con hơi buồn là tại vì cha rắc cái nước thánh đó, dạ lên đầu con nó hư tóc con hết. Nhưng mà không sao, phép lành nó hơn sắc đẹp nhiều. Dạ. Dạ đó là lý do tại sao mà con có mặt ngày hôm nay. Và con còn nhớ kính thưa quý vị là khi Chí Tài được cha đặt tay cầu nguyện và rắc nước thánh lên đầu, thì cha có nói là nè, một lát lên phát biểu nha. Thì nghe nó thì thật ra cái chương trình Tài là xong đặt tay rắc nước thánh là Tài về, tại vì Tài có hẹn. Nhưng mà vì một lời nói rất là truyền cảm của cha, nhớ phát biểu nha, Tài đã đi vòng ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng và vòng vô đây. Cái ông Cường ca trưởng ông nói lẹ lắm, dạ chút xíu à, 3 giờ mấy là xong. Nhưng mà vô tới đây cứ nghe cha giảng, rồi có phát biểu của những người mà người ta đã được cha ban phép lành, thì con ngồi với nó thiệt, trong lòng con rất là vui và hạnh phúc với những người đó. Tuy nhiên nó cũng làm cho con xao xuyến, bởi vì con trễ giờ hẹn rồi. Chứ không sao, bữa nay được lên đứng cạnh cha và được chia sẻ cái tâm sự của Chí Tài. Chí Tài không ước mong gì hơn, chỉ mong sau những ngày hôm nay Chí Tài về thì Chí Tài được Chúa ban phép lành và cái chân Tài sẽ khỏe, và lần tới sẽ nhảy chứ không có đứng. À, nếu mà Chí Tài có theo dõi những người làm chứng, thì có những người họ đến đây họ không đi được như Chí Tài, mà phải nằm trên cáng, có những người trên xa lăn, có những người là hai người phải thay thanh niên phải dìu họ, họ mới đi được. Có những bà là đến đây bò và lết, họ là người Công giáo, họ là người Phật giáo, họ là người Việt Nam, họ là người nước ngoài, họ đã được chữa lành. Và nguyên cái việc mà Chí Tài chấp nhận đến đây từ 11 giờ đến bây giờ là 4 giờ 30 đã là một cái phép lạ rồi. Cái thứ hai, chúng ta biết là một danh hài nổi tiếng trên thế giới như thế này, mỗi show của anh ấy là người ta phải trả bao nhiêu ngàn đô. Vậy mà ở đây không mời mà tới, mà không có thù lao, lại là một cái ơn lớn thứ hai rồi, thưa anh chị em. Và cái ơn lớn thứ ba là anh đã đứng 2 tiếng đồng hồ, anh ấy cầu nguyện với cộng đoàn và anh ấy hát những lời ca ngợi lòng thương xót Chúa với cộng đoàn chúng ta, đã là ơn thứ ba rồi. Và bây giờ là ơn thứ bốn, là chính anh ấy sẽ hát cho chúng ta nghe một bài. Con đâu có thuộc nhạc đạo đâu cha. Bài gì cũng được, đưa nhạc cho anh ấy. Đưa cuốn sách. Đưa cuốn sách cho anh ấy cầm, anh ấy hát, đưa có sao đâu. Hôm nãy anh hát được mà, giờ anh hát đi. Đưa cuốn sách ra mau lên. Cho mày chẳng phá tay thưa anh chị em. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ bị bối rối trên sân khấu, nhưng mà hôm nay anh ấy bối rối trên bàn thờ. Rồi, mau lên. Không chưa? Được chưa? Rồi, anh đàn chuẩn bị bắt dùng tông ấy để cho anh ấy hát với chúng, hát cầu nguyện với chúng ta. Không chưa? Kiếm được bài hát nào chưa? Thưa anh chị em. Rồi, cứ hát đi. Rồi, bài gì? À, hát nhạc có Chúa rồi. Dạ, có chữ Chúa chồng. Bát bài nào có chữ Chúa là được rồi.
anh cho anh cái tông thử tông rê trưởng của em. À bây giờ thầy thì thật sự là tài không có biết nhạc đạo nhiều, xin phép cha con hát nhạc ngoài, nhưng mà có chữ Chúa được phép cha. Trên trời sao cho con lấy được người con yêu. Thôi đó cha, tôi tiếp anh. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Cái này cha hát chứ con không có hát. Bây giờ là bây giờ tôi đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không bằng lời danh. Dạ con thuộc tới đó thôi cha. Dạ con hẹn cha lần tới con học bài nguyên bài cho tôi. Cha dám chế lời ta hay thiệt. Thưa anh, mặc dù anh nghe là người không có phải là đạo Công giáo, nhưng mà anh vẫn là con của Chúa, vẫn là anh em với chúng tôi, và Chúa đã đưa anh đến đây, cho nên chúng tôi xin được gửi tặng anh và gửi tặng chị những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là tấm mảnh lòng thương xót, đây là 300 bài giảng lòng thương xót, tất cả những gì chúng tôi có, cát-xê dành cho anh không phải là mấy ngàn đô la hay là mấy triệu, mấy trăm triệu, nhưng cát-xê đây là những món quà vô giá, món quà của... Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi đây là đề can mẹ lòng thương xót. Đây là ảnh thánh Faustina, thánh Gioan Phaolô II, Chúa Giêsu lòng thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là bịch túi xốp cho anh đem về. Con thấy cái túi này giá trị nhất, tại không có túi này không có đựng đủ. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Cảm ơn cha và trân trọng kính chào tất cả giáo dân tại giáo điểm Tinh Mừng. Vâng, chúng tôi tin chắc chắn rằng một ngày nào đó anh sẽ xuất